Sora. Cơ bản đã quen là lúc cháu sổ ra mà mới ngủ dậy em mới ngủ dậy hơi bơ phờ Nguyễn mà trốn trong ngùng ấy, mà để cái bộ tóc dài như mấy người dân tộc ấy. Chửi coi được vài vài phút của nó thôi là mình không coi nữa. Thơm mình không xem mấy đó, mấy mấy thằng núp ở trong ngùng mà sổ ra là mình không coi. Nhiều người nhắn tin cho mình đó.